ôi gì mày đấy to anh ôi quá ôi cần ôi giết to anh giết khá thế này là lạ nghe hả món này nào phải kho kho gừng tuyệt vời vùng biển biển phong rực rỡ gì đồ lét toàn giết hai lạng rưỡi ăn nè ăn á kìa đúng hôm đấy nhưng mà toàn giết to thôi hai lạng rưỡi ba lạng ngon toàn dùng đấy bốt nào cái gấu tá hả hả mày không mang cái ấy đâu gạt cái chép vàng, giếc vàng. Đây con giếc vàng quá, không phải chép. Đấy, giết 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 to phết giết tròn xe thôi đang chữa toàn giết chữa ui một chiếc vàng chiếc vàng các bạn quá nhiều tội quá
Úi xa, to thế. Đây rồi. Ui giời, hai lưỡi. Tiếc rất to. Ui dồi, toàn giết cụ. Dép alo. Ôi, giết vàng. Nó bắt đêm. Quả như hết. Sơn thì nó thẳng chết. Thả to đêm nó phét. Phét thì thả đâu? Thả lắp to con hồ bên này kia, lắp thả đâu nó bán thì thả chết.
đấy. Toàn riếc to nhỉ. Riếc đẹp. Mùa này không mùa riếc. Toàn chê bé. Mà đúng muốn là này to đấy. Tôi xem. Toàn bộ ăn nhà. To cái ứng rồi đó. Đâu rồi. Mà này toàn trứng này nhỉ. Ôi giờ chiều muộn rồi anh em tôi đi về. Được rồi. Tín hiệu các bác, đây là điểm câu này ở gần làng Sậy, gần Từ Sơn nhá, từ chỗ Từ Sơn vào 2 km. May được 2 tiếng hồ được từng ngày là nhiều quá này. Đổ nước thì không có lại chảy. Khi em đến cá vàng kia về thả. Toàn giếc, mày toàn giếc khá nhỉ. Ồ, con này to, ngoái. To. Sắc rồi. Gần 2 cân cá à. Đây nha các bạn nha. Rất là to. Xiếng cụ. Đấy, tôi đây làm món giếc tương gừng. Mà này cái rán vàng lên sau đó cho vào kho tương. Thì à, còn mắm gừng. À phết này nhỉ. 2 cân. Hơn 2 cân này. 2 cân. Ừ. Nhìn con này to nhỉ. Đấy, chắc ở đây cần. Tiếp đấy, toàn là ngon chép. Thôi, xin chào các bác nha. Hẹn các bác video tiếp theo nhé. Điểm câu này ở chỗ Từ Sơn nhé, chỗ làng Sậy các bác nhé. Tôi thu đồ đi về đây, muộn rồi.